Uh, mình uh, ok uh, mình tên là tự ha uh, thì hiện tại tự đang là service delivery manager của cloud kinetic việt nam uh, thì uh, trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn jasmine đã hỗ trợ connect mình và nhân uh, để mà support thì hiện tại uh, trong cái session ngày hôm nay nhân uh, nhân là solution architect ở ở cloud kinetic việt nam uh, tuy nhiên là đối với cloud kinetic thì hiện tại mình located in 8 country trên tám cái quốc gia trên thế giới và mình uh, bên cloud kinetic của mình thì um, chuyên về uh, cloud professional services uh, consulting uh, và make the PS uh, uh, cho cho các cái partner lớn về cloud cũng như là hashicorp uh, cloud kinetic cũng là một trong những cái partner mà chịu trách nhiệm triển khai uh, về professional service cho hashicorp uh, thì trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay À, tự và nhân um, sẽ chia sẻ với mọi người về một số cái cách approach trong việc mình tự động hóa hạ tầng à, và những cái thách thức trong việc mình triển khai à, mình sẽ cập nhật về những cái bức tranh à, tổng quan cũng như những cái template những cái challenge hay là những cái mô đồ mà mình có thể approach được à, à, trong cái quá trình mình à, triển khai cicd À, để mà tăng cường cái security cũng như là cái mức độ integrity cho cái system của mình Nhân có uh, muốn say hello với mọi người hơn Nhân ha Dạ ừ, yeah, uh, cảm, uh, cảm ơn anh uh, tự nha thì cũng uh, sharing thì cảm ơn uh, Jasmine và anh Chirat đã uh, có cuộc host một buổi uh, Talk này để dành cho cơ hội cho các chuyên gia về HashiCorp không từ chỉ từ DevOps mà các anh engineer khác để chia sẻ kinh nghiệm mình chia sẻ thêm về một chút chương trình này. Thì như anh tự cũng chia sẻ thì trong cái flow này thì anh tự mình sẽ đi từ một cái bức tranh tổng quan nhất dưới góc nhìn là một DevOps engineer sử dụng những cái tool như thế nào đến cái sau khi xong thì sẽ đi 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 đại xuống cho đến từng cái use case của mình Thì ngoài ra trong việc đó thì uh, uh, tôi cũng sẽ chia sẻ một chút về cái demo của mình khi mà mình apply cái CICD trên GitLab sử dụng qua Terraform và Vult Vậy thì back to you anh Andy yeah. okay. um, Nhân tiện thì mình cũng xin giới thiệu luôn uh, Nhân là một trong những người rất ít ở khu vực Đông Nam Á có full chip uh, certified của HashiCorp thì nhân có full chip về triển khai chip là cái certify về mặt implementation cho Hashicorp Stack nó có Terraform nó có Vault và 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 console đó là những cái solution key solution Stack của Hashicorp thì quay về cái bức tranh mà mọi người hay nghe nói là một công ty tất cả các công ty hiện giờ họ cần làm về DevOps họ cần làm về automation À, mà mình nghe rất là phổ biến và nó là những cái trend uh, rất là phổ biến hầu hết những công ty hiện nay khi mà mình muốn uh, digital hóa hoặc mình muốn làm transformation thì mọi người đều nghĩ tới chuyện là làm tự động hóa à, tự động hóa bao nhiêu có thể um, uh, mình sẽ làm về mặt triển khai hạ tầng không chỉ là trên cloud um, azure amazon gcp mà mình cũng uh, cân nhắc tới những cái mô đồ là on-prem đối với những cái enterprise lớn thì uh, principle hiện giờ những cái trend hiện giờ là là git up là dev up là dev set up uh, và mọi thứ phải được code hóa và automation thì song song đó thì nó sẽ có những cái thách thức và những cái đòi hỏi uh, đặc biệt là những cái tổ chức lớn big enterprise hoặc là finance banking thì họ sẽ có nhiều cái à, đòi hỏi về security, về compliance, về mặt an toàn thông tin, tuân thủ à, những cái thách thức và những cái yêu cầu là mọi mọi thứ nó phải được code hóa không chỉ là về mặt hạ tầng mà về mặt policy, về mặt mình quản lý những cái sensitive information, làm sao mình handling mọi thứ đó nó tự động hóa, nghĩa là từ cái lúc mà các bạn provisioning cái hạ tầng à, cho tới cái lúc mà các bạn ra tới CD, các bạn làm make change trên code commit thì trong cái chain đó trước khi nó được mở vô master thì mình làm sao mình xác định được là cái chain này nó impact cái gì nó có uh, bypass nó có uh, thỏa mãn được những cái policy hay chưa uh, việc tổ chức quản lý những cái thông tin nhạy cảm ví dụ như credential votes, hoặc là những cái kiểm soát về mặt chi phí uh, cho những cái thay đổi và mình từ đó mình mới làm được cái depth up, có nghĩa là cái system make cái chain agility uh, các bạn sẽ make cái chain rất là nhanh thì làm sao uh, cái principle và những cái cách approach như thế nào để mà mình có thể uh, tự động hóa hết mọi thứ. Uh, thông thường thì uh, DevOps thì các bạn cũng nghe nhiều và Terraform các bạn cũng sẽ làm nhiều với cái phiên bản uh, Open Source Version. Tuy nhiên là đâu đó theo tự thấy và kinh nghiệm tự gặp những anh em làm về, uh, về công nghệ thì gần như là đâu đó trong cái CICD của mình có những cái bước gọi là Uh, manually có nghĩa là uh, để mà access được thì tôi phải uh, tôi, tôi ra được cái hạ tầng, tôi ra được cái 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 resources uh, ví dụ như database chẳng hạn hoặc là uh, tôi có cái AWS account xong rồi thì thì tôi phải generate một cái account và tôi copy cái sensitive information. Thì những cái bước đó nó làm struggle cái automation đi. Thì có những cái approach như thế nào và uh, cái slide tiếp theo là mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cái mô hình mà mình tiếp cận À, để mà mình tự động hóa hạ tầng à, với Terraform. À, tại sao mình chọn Terraform? Thực ra thì à, để mà làm IAC thì 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 có rất là nhiều cái tool tooling ở trên thị trường. À, đối với từng cái uh, từng cái cloud thì 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 uh, trước đây mình cũng làm uh, thì có kiểu uh, AWS thì họ cũng có cái IAC riêng CloudFormation hoặc là Azure Resources, BlueMix. Uh, hoặc là uh, Puppet uh, hoặc là cross Plan đó là những cái tool phổ biến tuy nhiên đối với trường hợp này lý do vì sao mà tụi mình suggest và uh, và go với cái Hashicorp là Hashicorp là một cái tool mà nó maturity và nó có thể chơi được với rất là nhiều uh, cái uh, cloud provider uh, bạn có thể làm được với với Azure AWS GCP và những cái hạ tầng về tường lửa firewall ở trên um, uh, on-prem ví dụ như là firewall Palo Alto Cisco uh, tất cả mọi thứ nó đều có integration rất là tốt với Terraform cho nên là uh, để quản lý cái việc tự động hóa chủng hóa thì uh, mình sẽ cân nhắc sử dụng Terraform đối với cái khi mà mình advise hoặc mình come up với một khách hàng để in consultant. thì um, đây là cái mô đồ mà cơ bản uh, một trong những mô đồ phổ biến trong việc mình tự động hóa hạ tầng thì nói về uh, nó sẽ có ba cái giai đoạn uh, đây là một bức tranh lớn hơn về cái việc mà mọi người làm devops à, nó sẽ có ba cái giai đoạn nó gọi ở đây là mình bạn sẽ thấy có ba cái stage à, cái stage thứ nhất là adopting thứ hai là giai đoạn thứ hai cái ngưỡng thứ hai là standardize và thứ ba là scaling là nó có khả năng giãn và scale ra mở rộng ra à, thì đa phần đa phần cái à, ở Việt Nam hoặc là trên market hiện giờ mọi người đang ở giai đoạn adopting thì trong giai đoạn Adoption này mình có những cái vấn đề gì mình cần quan tâm. Thứ nhất là về Composing là Composer mình sẽ có quan tâm tới việc à, code hóa hạ tầng. Có nghĩa là bạn scripting, bạn typing, bạn lập trình ra cái hạ tầng. Bạn sẽ dùng uh, Terraform để bạn ra được cái config. Uh, nó sử dụng uh, HashiCorp uh, language để mà các bạn uh, lập trình hoặc là các bạn sử dùng CDK iteration. Ngoài ra thì các bạn sẽ quan tâm tới những cái vấn đề khác về skill cái variable. Làm sao các bạn quản lý được những cái sensitive information. À, hay là trong cái CI/CD model của các bạn á, à, cái việc mà phân quyền cho các runner về bản chất á thì các bạn sẽ phải execution đúng không? Thì làm sao mình tổ chức được cái việc execution nó được an toàn? Tại vì cái, khi mà bạn execution bạn sẽ cần có một cái máy hoặc cái service account nào đó đủ quyền. Uh, thì bạn sẽ gặp những cái thách thức khác về 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 về, về long term uh, credential uh, thì nó sẽ có những cái concept về just uh, in time access hoặc là for dynamic credential. Uh, ngoài ra thì uh, Hashicorp có những cái giải pháp liên quan tới Vault uh, mình có thể integration Vault uh, với uh, cho việc uh, secret management hoặc là identity access management. Uh, mình sẽ nghĩ à uh, thêm những cái bước nữa trong việc tự động hóa hạ tầng tại vì mình không khi mà mình làm trong một cái enterprise lớn thì ví dụ như mình solo single person thì mình có thể làm một mình một ngựa và mình có thể deploy dùng cái máy local của mình để mà mình mình professional hạ tầng bằng cái terraform code mà mình viết tuy nhiên đó là cũng challenge khi mà các bạn scale ra cái team ra bạn có Uh, cái Division lớn hoặc là bạn có những cái bộ phận chuyên biệt là dev uh, developer hoặc là uh, de uh, database hoặc là uh, network team security team thì mình lúc đó mình phải cân nhắc là mình làm sao phối hợp được nhịp nhàng uh, thì thông thường cái những cái um, mô hình này nó sẽ có cái conflict uh, giữa các team uh, uh, rồi thì uh, lúc đó mình lại mới nghĩ tới là uh, mình phân quyền, mình chia nhóm, chia team như thế nào, mình quản lý các team làm sao uh, về các hạ tầng uh, thì trong cái mô đồ mà adopting thì mình sẽ tiếp cận được uh, terraform hoặc là hashicorp stack với các cái uh, uh, provider ví dụ như aws, azure, gcp hoặc là on-prem system uh, những cái enterprise lớn thì họ sẽ có uh, quan tâm nhiều hơn về cái uh, terraform state, cái trạng thái của hạ tầng của mình như thế nào, quản lý làm sao, ai là người thay đổi, thì cần phải quan tâm tới cái chuyện audit logging. Vì uh, ví, 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 ví dụ bạn, các bạn làm những cái business nhỏ nhỏ thì nó không vấn đề, tuy nhiên là đối với những cái tổ chức mà tính dụng hoặc là big enterprise, họ sẽ cần um, compliance, họ quan tâm nhiều hơn về compliance liên quan tới tiền bạc thì. Cái, thì cần cần cái việc mà audit ai làm gì và có tracking log được hay không thì đối với những cái đồ lớn thì mình sẽ quan tâm tới những cái uh, uh, cái term liên quan về uh, life cycle management uh, trong cái giai đoạn adopting. Cái stay thứ hai là mình chuẩn hóa. Thì đối với mặt chuẩn hóa uh, thì mình sẽ à uh, Hashicorp họ sẽ build theo những cái dạng là registry uh, cho uh, về về mặt uh, approach về mặt uh, các bạn sẽ build uh, module các bạn build provider hoặc policy uh, để uh, mình, để là bắt buộc uh, vì vì khi mà cái lượng mà team size các bạn mà lớn á, thì mỗi team họ lại có một cái approach khác nhau mỗi team họ lại có uh, một cái uh, SAI một cái bạn uh, automation infra viết uh, đủ kiểu và có hạt có hoặc có sensitive hoặc là public IP làm sao bạn kiểm soát được cái này khi cái hạ tầng của bạn lên cloud và nó scale rất là nhanh thì uh, À, mình sẽ phải nghĩ tới những cái vấn đề liên quan thì lúc đó mình lại nghĩ về hướng là policy Scott hoặc là làm sao mình mình kiểm tra được những cái thay đổi đó nó có thỏa mãn hay không à, đó là yếu tố thứ hai hoặc là các bạn sẽ có những cái hạ tầng về hybrid à, hoặc là những cái system mà liên quan tới hệ sinh thái của mình mình sẽ nghĩ về automation network hoặc là à, firewall mình thay đổi những cái cấu hình trong firewall mình có à, mình, mình, mình 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 có Uh, kiểm soát được ai là người thay đổi và thay đổi cái gì hay không đó uh, ngoài ra thì có những cái concept khác về Golden Image uh, Mình có thể cân, cân nhắc sử dụng HashiCorp Packer Để mà nó nó gọi là Immutable Infra Có là mọi thứ mình sẽ đóng gói vào một cái image Even nó là Container Image Hoặc uh, nó là, là là Machine Image Rồi tất cả những cái Certification đó, Thì cái Golden Image đó nó sẽ à, uh, Bypass những cái Security Compliance về mặt Standard thì về đối với developer team hoặc application team họ sẽ bay trên cái golden image và họ build cái customised uh, application của họ trên cái image đó thì lúc mà cái uh, service mình nó scale qua hoặc là nó up lên đó, nó dẫn nở ra thì nó chỉ cần lấy cái image đóng gói sẵn và nó không phải chờ cho những cái initial script thì cái này là cái principle về immutable infra và nó sẽ giảm thiểu cái thời gian mà lúc bạn warming up hoặc bạn scale cái system uh, continuous health check uh, detect Detect những cái uh, trạng thái ha về của hạ tầng uh, đó là về cái stage thứ hai về standardized uh, cái stage thứ ba là nó thiên về scale và thông thường thì đối với những cái tổ chức lớn lớn mà họ sẽ đi theo cái kiểu là no code low code hoặc là đi uh, Health check liên tục rồi Uh, có cái uh, có cái ý mà event notification này nè thì tự uh, nghĩ là nó sẽ thiết thực hơn với mọi người khi mà các bạn làm uh, cicd và automation trong những cái tổ chức lớn thì về cơ bản là làm sao các bạn có thể tích hợp được cái việc mà observation uh, cũng như là những cái notify liên tục uh, khi mà bạn phát hiện được sự cố bạn sẽ send email cảnh báo vào vào cái channel hoặc là incident response uh, cho cho cái um, về về outage quorum chẳng hạn thì mình sẽ create những cái channel trong cái business của mình và có những cái cảnh báo cho những cái đội on call tương ứng uh, thì thì nó sẽ là một cái hệ sinh thái uh, tổng thể về cái mặt um, tổ chức và tự động hóa hạ tầng và mọi thứ nó phải automation hết khi mà có bất kỳ nhận nhận biết được bất kỳ một cái uh, sự cố gì thì À, mình sẽ có những cái integration và notify uh, uh, nhất định là và từ cái đó thì mình sẽ nhanh chóng mình phát hiện được và uh, giảm thiểu cái thời gian sự cố, uh, xảy ra sự cố uh, về những cái mô hình uh, triển khai uh, uh, vận hành Terraform uh, để mà mình, như là mọi người thường hay rất là biết, uh, Terraform nó rất là phổ biến hiện nay, uh, nhưng mà đa số mình thấy các bạn sẽ hay come up với cái version OS uh, uh, OpenShift nó contribute rất là nhiều cho cho cái cộng đồng và thay đổi hoàn toàn à, các bạn sẽ dùng cái binary terraform à, nhưng mà nó sẽ có một số cái giới hạn là ok nó sẽ rất là khó trong việc các bạn collaboration với một team size lớn hơn à, hoặc là bạn reusable cost các bạn có thể viết module nhưng mà nhiều khi bạn phải copy lại chẳng hạn thì uh, cái cái limitation của bản OSS nó hoặc là bạn làm về Uh, policy hoặc go, uh, những cái governance, về, yêu cầu về mặt uh, tuân thủ uh, thì nó sẽ thiếu những cái functionality đó uh, về cơ bản thì trên uh, trên thị trường á, thì mình có thể xài terraform hoặc là những cái checkov những cái check uh, add-on và mình có thể tích hợp cái terraform open source version này vào cicd pipeline để mình có thể chạy và mình dùng cái remote state của terraform ra s3 chẳng hạn đó hoặc là, là object Uh, store, store account trên uh, Azure để mà mình lưu cái state file uh, và tích hợp cái OS version này vào CI/CD runner của Azure DevOps hoặc là của GitLab CI hoàn toàn có thể. Tuy nhiên uh, về việc uh, governance, uh, về, về mặt uh, tổ chức, về pipeline, về mặt quản lý deployment hay là quản lý những cái thay đổi các bạn sẽ rất là khó trong việc uh, tracking cũng như là uh, phân quyền đối với uh, một cái team ai là người thay đổi và cái resort này đã thay đổi như thế nào thì nó sẽ somehow là nếu mình xài những tool kia thì nó sẽ phân tán và khi mà mình trouble số tin nó sẽ thách nhiều thời gian cái này thật ra là uh, mình là người may mắn là trước mà những cái công ty trước mình có làm qua thì mình có come up với những cái solution về Terraform, enterprise và Terraform Cloud rồi uh, thì đó là những cái bức tranh cụ thể thì uh, tiếp theo thì hai cái version khác mà mình có thể cân nhắc có nghĩa là mọi thứ À, cái sụt cốt khi mà mình làm với một team thì mình sẽ đẩy những cái file cấu hình mình lên một cái VCS nó gọi là version control thì cả hai cái version hai phiên bản là Terraform Cloud và Enterprise đều hỗ trợ mình integration với à, một cái git repository nào đó có thể là gitlab github Action action à, nó hỗ trợ về API uh, workflow có nghĩa là mình make một cái commit gì ở bên cái git mình thay đổi một cái cấu hình trên trên Uh, trên 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 cái terraform config thì nó sẽ trigger immediately qua cái terraform uh, cloud uh, để mà nó plan và nó sẽ check uh, về mặt uh, security về về mặt uh, thay đổi nó có an toàn hay không nó có đảm bảo được những cái uh, policy dựa trên cái sentinel của mình hay không thì cái khác biệt cơ bản nhất của uh, terraform cloud và enterprise là cái này mình phải xem hosting đối với những cái tổ chức họ tài chính thì họ sẽ có bị những cái regulation về mặt um, uh, data governance thì sẽ thiên hướng là sử dụng uh, self-hosted còn nếu mà các bạn muốn nhanh uh, và uh, manage full manage service thì thì mình có thể cân nhắc sử dụng uh, cái cloud version uh, cái này thì cũng có free hết các bạn uh, đó là hai level về những cái cách uh, tiếp cận và methodology mình có thể cân nhắc để sử dụng uh, terraform cho việc tự động hóa hạ tầng ok Uh, về cái slide này thì uh, uh, đây là những cái thách thức khi mà mình uh, triển khai CICD uh, mình sẽ quan tâm tới vấn đề security uh, mình sẽ đề cập tới vấn đề là long life credential và cái 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 challenge này gần như mình khi mình đi interview mình gặp những bạn kỹ sư đó, thì rất nhiều bạn không có đủ uh, cái use case và practice để mà handling những cái này mình hỏi thì thông thường là các bạn sẽ uh, create đối với tại vì mình nói là mình xài Terraform để mà mình, mình provisioning hạ tầng cho cho rất là nhiều môi trường có thể là AWS, GCP, Azure uh, hoặc là Kubernetes thì mình cũng thể dùng Terraform để mình provisioning cái hạ tầng trên đó. Uh, tuy nhiên là cái việc uh, quản lý access, quản lý uh, cho cái pipeline runner nó chạy thì các bạn xử lý như thế nào? thì cái challenge là thông thường là các bạn cái cách truyền thống là mọi người sẽ generate cái user hoặc password cho của một cái service cao để mà để mà Terraform nó có đủ quyền để nó có thể provisioning service hoặc là à, cái 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 hạ tầng ở trên trên những cái à, provider tương ứng, à, cloud provider hoặc là những cái cluster tương ứng. Thì à, cái này là cái thường thì thông thường là mình generate những cái service cao thì nó sẽ có cái life cycle khoảng 3 tháng 6 tháng tuy nhiên là uh, những cái bước này đa số là các bạn sẽ làm ở manually uh, có nghĩa là có cái anh admin nào đó uh, chọc chọt cái tay vô generate copy password thì somehow là sẽ có những cái challenge khác mà audit họ vào họ hỏi là lỡ cái ông này ông nghỉ việc hay là ông ông ông, ông chuyển tim ông leak cái, cái information này sao thì cái 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 role mà đối với những account này nó rất là nguy hiểm các bạn nó là thông tin nhạy cảm á và người ta có thể và có thể phát triển toàn bộ cái system của mình thì nó sẽ là một cái big concern từ phía uh, security và compliance. Uh, tương tự như vậy thì đối với những cái database hoặc là những cái API core của mình, mình cũng cần tới những cái secret và và token cho cho sensitive information cho cái API cho cái service mesh hoặc là cho database engine uh, các bạn recycle bắt quật như thế nào thì một cái model như thế này thì làm sao để mà các bạn uh, thích hợp nó vào CI/CD uh, một cách tự động hóa thì HashiCorp họ có một cái bộ là valve để mà uh, giúp ích cho mình có thể integrate trực tiếp với lại terraform uh, enterprise hoặc là cloud và nó trusty với uh, nó có thể authentication trusty với với uh, những cái provider bên này để mà generate cái short term uh, uh, identity hoặc là authorization uh, về về assume role chẳng hạn thì thì Uh, cái cái identity mà lúc cái runner nó chạy nó chỉ sống trong một thời gian ngắn thôi uh, hoặc là mọi người hay nghe nói về just in time hoặc là TOTP, uh, time based uh, one time password thì những cái concept này uh, vault uh, họ có những cái functionality uh, để mà handling những cái thông tin nhạy cảm như vậy uh, cái này uh, là một cái function mới uh, mà trong cái demo hôm nay nhân sẽ chia sẻ với mọi người về mặt um, Uh, không chỉ là dùng Terraform để mà 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 provisioning cái hạ uh, uh, tầng, tuy nhiên là mình sẽ có những cái trustic uh, uh, interaction uh, 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 từ phía Terraform Cloud với với cái Cloud provider uh, và với Vault, uh, cái này chắc uh, mình uh, sẽ chuyển qua cho nhân ha. Uh, tự sẽ ngừng cái slide này. Okay, rồi cảm cảm ơn anh uh, Andy nha, anh tự nha. OK. Uh, thì mình, mình sẽ tiếp tục với cái phần cái câu chuyện mạnh trên anh, anh, anh tự anh, anh đi chia sẻ đó thì như nãy á, thì cái 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 quãng những cái challenge cái pain point mà khi gặp khi mà cái team mình triển khai cái uh, pipeline á, thì họ sẽ cái câu hỏi đặt ra là những cái credential đó mình sẽ quản lý như thế nào uh, nhưng mà những cái cái credential đó, đó nó sẽ rất là cái cái cách thông thường phổ biến nhất là các anh team Dân IT, dân engineer, dân development sẽ thường hát uh, khót lại là một cái thì một cách đó nó không secure lắm còn một cách thứ hai thì team mình thường nghĩ tới đó, đó, là mình nếu mà như cái phần chia sẻ của bạn bạn Yến lúc ban đầu đó, thì mình Terraform mình có thể sử dụng những cái provider của Terraform thì Terraform cũng có một provider của Vault luôn thì mình cũng có thể dùng cái reference đó mình có gọi cái ví dụ như mình AWS thì mình có access code hay là secret ID thì mình dùng những cái đó cũng được nhưng mà nếu mà mình cứ áp dụng với đó và copy từng từng những cái dòng cho những cái dịch vụ khác như EC2, RDS, những cái connection riêng thì nó cũng vẫn là cái 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 problem vấn đề là multiple đó. thì ở bên HashiCorp thì mình cũng có một cái 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 cách mà về cái này là phía góc nhìn của bên vô là về một cái integration giữa HashiCorp, Terraform Cloud với HashiCorp vô thì ở bên nếu mà Uh, các anh chị các anh chị mình đã có nghe qua cái sử dụng qua vô thì cái một cái khái niệm cơ, cơ bản nhất của bên vô là nó sẽ nói về cái secret engine thì bên uh, vô nó nó sẽ có support thêm một cái secret engine thiên về cho Terraform Cloud để mình có thể sử, sử dụng được để generate những cái short clip hay những cái credential tạm thời dùng trong trong những cái pipeline đó thôi thì ở xong cái có uh, ví dụ như trong cái quá uh, mình chạy cái pipeline nó sẽ có những cái run trong những cái range đó nó sẽ yêu cầu đúng cái credential thôi sau khi dùng xong nó sẽ hủy và nó sẽ không không có cần không còn có còn, còn hiệu lực để tránh trường hợp bị leak cái credential đó. Anh có, à, có nghĩa là, là cái, cái 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 secret engine đó ừ. nó, nó là tích hợp sẵn trong terraform cloud luôn mà mình không phải dựng cái vault uh, cluster. Oh. Chính xác. Yeah, ừ. chính xác rồi thì cái này là góc nhìn từ uh, một cái integration của vault so với terraform cloud thì nếu mà nhìn ngược lại thì anh anh anh, anh đi cũng có chia sẻ một chút về cái just in time provider authentication thì nếu mà các anh, anh chị mình có xem tin tức qua thì uh, đầu năm đầu năm vừa qua um, HashiCorp cũng có ra một cái uh, tính năng mới của terraform đó là về nó gọi là terraform Workload identity thì cái 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 ý nghĩa của nó cũng là gì thì nó nó cái mục đích của nó nó tạo một cái trust uh, relationship giữa Terraform với những cái bức, hệ thống cloud khác ví dụ như trên Vault, AWS, Azure hay bên Google Cloud và để đảm bảo rằng cái những cái thông tin credential dùng trên uh, Terraform đó là được secure và giảm cái 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 độ tỷ lệ rằng là mình bị leak cái secret uh, của mình ví dụ như nếu mà thông thường mình nghĩ đơn giản đi mình chỉ đặt cái secret engine trong cái file terraform rồi trong cái config file đặt đặt tứ tán thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái secret của mình nó nó bị rời rạc mình không có thể kiểm soát được và khi mà mình bị leak một cái đó là team ví dụ team vận hành này team devops mình phải quay về mình check lại thì nó rất, rất là tốn thời gian và rất, rất là khó kiểm soát và nhưng ừ. mà nếu mà dùng cái cái uh, just in time provider authentication này mình sẽ Uh, giảm cái cái độ leak đó ra và chỉ uh, gọi là tích hợp lại thành một cái nơi chính nằm ở bên terraform và cái thằng mình authenticate được credential để nó config được cho mình cái phần này thì ở dưới ở dưới đây um, đây là một cái screenshot khá là cụ thể trên cái cái phòng của terraform cloud khi mà mình xếp variable thì ở đây mình ở đây ví dụ là nó sẽ config là Ừ, tôi uh, uh, tích hợp một cái Just Entity với bên thằng Board Provider để tôi bảo đảm là tôi sẽ chỉ dùng những cái Credential nằm bên cái vault thôi và sử dụng ừ. mà tôi sẽ không cần phải là uh, tạo những cái Credential mới và hard code trong cái file tera code của mình. Yeah. Ừ. Ok, Đó. cái này thì, thì... cũng uh, cũng uh, cũng khá là thú vị ha. À, quay 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 lại xíu về cái chỗ này à, từ tự thấy ở đây thì nó có thêm cái plus one nữa là tại vì mình đang nói về dynamic uh, provider thì mình sẽ không có bị dính những cái pamphlet mà concern sơn về generate một cái số account cao nó, static và long term bắt và thông thường những cái cách truyền thống hồi xưa đối với những cái trong kinh nghiệm mình đi làm á, thì uh, lúc hồi xưa chưa có thì ban ở những cái banking thì họ thường sẽ quy định là ok life cycle của credential này là phải một tháng thì lúc đó anh em phải tốn rất là nhiều effort để mà make ừ. cái cái uh, uh, recycle hoặc là change cái credential để đảm bảo rằng cái system của mình nó nó chạy thì ở đây uh, cái phần với cái function uh, dynamic này á, thì cái access identity nó chỉ valid nó chỉ được authorize tại thời điểm mà cái run service nó run nó gọi là just in time là chỉ khi nào tôi cần thì nó mới chạy và cái việc mà lấy information hoặc là cái effort mà các bạn uh, system hoặc uh, engineer về mặt uh, uh, triển khai CI/CD mình không phải lo về cái này nữa thì nếu mà mình có cái, uh, cái tích hợp này nó thân tôi nghĩ nó là rất là valid cho uh, anh em về mặt uh, triển khai automation trong cái uh, về những cái tích hợp CI/CD tooling hoặc là uh, lifecycle development của mình uh, ok chắc mình yeah. nhận đi giờ yeah. um, thì em cũng add on thêm ở đây thì nó như anh giống như anh tự chia sẻ bên những cái cloud provider khác nó cũng có tính năng cung cấp cái cái temporary credential ví dụ như bên AWS mình có cái tính năng dùng ở Sumo dùng SDS chẳng hạn nhưng mà nếu mà mình làm thì tất cả những cái cloud khác như Azure hay GCP những cloud khác mình đều có thể làm được nhưng mà cứ cứ mỗi một cái cloud mình sẽ đắp một cái đó rồi xong mình cần fix lại với Terraform Cloud thì nó rất là tốn thời gian so với việc mình xem cái thằng Terraform Cloud là một cái centralized và từ đó mình cần fix tạo một cái trust relationship với tất cả những thằng khác để mình giảm thiểu cái thời gian mình mình uh, vận hành tập trung cái thời yeah. gian phát triển của mình hơn. Yeah. thì một cái ý em muốn add on ở chỗ phần này của mình. Yeah. ok. rồi yeah. thì uh, quay lại về cái câu chuyện của Terraform như anh uh, tự có chia sẻ nãy á. thì nãy anh tự cũng có chia sẻ ba mô hình chính á. thì ở đây um, tôi cũng có chia sẻ giữa Terraform Cloud với Terraform Enterprise bản chất nó là một nó chỉ nó chỉ khác nhau ở chỗ là Terraform Cloud là một cái dịch vụ managed service ví dụ như ở đây mình go gõ trên mạng app.terraform.io là mình trỏ vô cái Terraform Cloud còn bên Enterprise đó, đó là bạn một self host thì bản chất nó chỉ là một cái file Docker, dockerized container thôi thì mình chỉ đóng gói mình bật lên thì theo cái yêu cầu về compliance như một số công, uh, bán, ngân hàng, banking họ về compliance họ yêu cầu thì họ sẽ phải setup riêng nhưng mà bản chất khi mà mình lên cái website thì nó cái giao diện nó sẽ vẫn y chang thì cái workflow của mình nó thì một cái workflow nó sẽ khá là phổ biến khi mà mình phát triển cái, cái ứng dụng của mình thì bắt đầu đi ví dụ như ở đây có một workflow đơn giản như là một team vận hành chẳng hạn khi mà mình à, thay đổi một cái change gì đó nhỏ trong cái file của anh File thì nó sẽ đi trên cái file v version control system của mình thì ở đây à, trong cái 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 demo tiếp theo của tôi tôi cũng chỉ sẽ chia sẻ chia sẻ về cách là trigger trên GitHub và kích hoạt dưới CI/CD luôn thì từ cái này thì nó sẽ kích hoạt qua một cái Workspace riêng trong Terraform thì như chị Yến, chị Yến có, có chia sẻ nãy thì cái uh, trong mỗi Terraform nó sẽ có từng cái Workspace riêng dành cho từng cái hệ thống, cái Workload trong cái Infra mình muốn setup. Thì khi đi qua cái này thì nó cũng sẽ đi theo từng những cái bước khá là phổ biến giống như từ, từ Terraform Plan, Terraform Apply như thế nào, ngoài ra thì nó cũng sẽ có hai thằng ở đây này chắc thứ nhất đó là về phần cost là về nó sẽ show ra estimate mình là hàng tháng nếu mà mình uh, tạo cái provision thì nó sẽ tốn bao nhiêu ví dụ như mình tạo một con EC2 bên Amazon hay một con uh, compute engine bên GCP chẳng hạn nó sẽ đưa cái giá như thế nào và tiếp theo là mình nó sẽ có cái phần liên quan tới cái phần policy at code hay còn hay bên Terraform còn gọi là Sentinel để check xem nó có đúng theo cái yêu cầu hay compliance như thế nào trước ừ. khi mà nó cho phép mình thay apply để tôi đi thẳng ra ừ. cái boost đó ờ, ở ở cái bước mà có check đó, thì tăng và giảm là nó sẽ xác định được đúng không? nghĩa đúng là rồi. không không chỉ là ok ví dụ mà bạn đang có cái current stay bạn đang tốn bao nhiêu tiền thì bạn sẽ có con số và ví dụ bạn justify cái modify trong cái terraform config gì đó thì nó sẽ cho các bạn thấy được cái bước tranh là ok tốn bao nhiêu tiền thì nó thay đổi hoàn toàn về cái cách um, so với một cái hạ tầng truyền thống là hồi xưa các bạn mọi thứ bạn muốn thay đổi về cấu hình ở dưới on-prem các bạn phải submit và chasing uh, lấy báo Đúng giá ba bốn chỗ thì đối với cái môi trường cloud và mạng làm về tự động hóa thì mọi thứ nó transparent. Mọi thứ nó nằm trên pipeline và mình chỉ cần get approval và phê duyệt từ phía tích hợp sẵn vào vào trong cái Terraform pipeline workflow luôn. Có nghĩa là mình sẽ cần get một cái comment và track và everything nó sẽ transparent ở đây. Về policy cũng vậy, có nghĩa là mình sẽ À, tập trung những cái tiêu chuẩn về phía uh, công ty ví dụ như bạn bao nhiêu cái employee bạn phát ra ngoài skill group của bạn là không được mở for any chẳng hạn vậy thì mình sẽ đặt được những cái um, policy hoặc là bạn limit cái cái uh, giới hạn những cái uh, resources kiểu là ok bạn đối với cái dev team dev environment các bạn chỉ được xài những cái loại instance abc thôi tại vì còn không á là bạn sẽ khó và kiểm soát trong cái việc là À, các bạn developer họ 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 generate tại vì nhiều khi là những cái sai lầm mà lớn á, thường là do không không đủ kiến thức thì các bạn dev thì thường là sẽ không có quan tâm nhiều về mặt sa và mặt hạ tầng các bạn chỉ cần có cái resource chạy và đôi khi những cái sai lầm nhỏ nhỏ đó nó sẽ làm tổn thất rất là rất lớn cho công ty à, hoặc là rất là khó trong quá trình mà mình maintain um, về mặt uh, vận hành mình có cái thắc mắc là khi mà cái mô đồ mà nó scale lên thì sẽ handle sao nha? thì hiện giờ mình đang thấy ở đây là có một cái đội vận hành và nếu mà cái đội này uh, khi mà cái lượng mà application mình lên nhiều thì cái đội vận hành cái đội ops này nó sẽ bị uh, bị bị overload đúng không? thì thì mình có cái approach nào về mặt uh, scaling system và pipeline, workflow ok cảm cảm ơn anh đi nha thì cái này tương tự nha cái này không chỉ là mình có thể apply cho một cái hệ thống workflow mà ngoài ra mình cũng có thể áp dụng tương tự cho các team khác ví dụ như đây không chỉ là team vận hành mà còn team security team network hay team team dev chẳng hạn và nó cũng sẽ có chung một cái luồng là từ cost policy pipeline thì mặc dù ở đây nó nó đi chung một hệ thống uh, cloud nhưng nó sẽ nó sẽ vẫn đi khác cái workspace có nghĩa là là cho một cái workspace mình sẽ chắc đúng cái state infrastructure state của cái cái phần đó thôi chứ sẽ không không dính lại hay là hay mình thường gọi là bị kẹt đúng rồi, motonet ở chỗ đó. Thì cái này là nó hoàn toàn flexible khi mà mình sử dụng Terraform cloud của mình hay Terraform Enterprise để chạy ra từ cái cloud. Thì tất nhiên là về phía technical anh em mình thì vẫn quan chú trọng là cái nó flexible cho team kỹ thuật của mình có thể dành nhiều thời gian mà không bị chặn lại. Còn phía bên phía doanh nghiệp thì họ vẫn muốn muốn là cái cái đầu ra của mình nó như, như thế nào là tôi muốn, tôi tạo xong cái ứng dụng rồi cái app tôi sẽ chạy như thế nào thì thì ở đây nó sẽ là một cái giống như là một cái win-win ở hai bên luôn là bên phía kỹ thuật họ có dành thì nhiều thời gian hơn. Họ để họ phát triển ứng dụng, họ không bị dọ, gò bó hay là dừng lại, còn bên phía business họ vẫn có cái cái đầu ra của mình như mong muốn. Yeah. Ừ. Ừ. OK, OK. Thì một chút đây là một chút uh, demo nhắn về cái flow mà mình sẽ chạy trên uh, te uh, Terraform Cloud mà sử dụng GitLab CI/CD. Thì để đơn giản hóa một chút về cái uh, về khanh tránh không nhiều thời gian thì thì nhân, uh, nhân sẽ chia sẻ cái flow chịu trên cái flow này mà sử dụng bằng GitLab CI/CD sử dụng qua thông qua tất cả các các flow từ plan, uh, tính cost estimation, dùng Sentinel policy và đến apply. Okay. Thì, thì trong ứng thì trong ví dụ lần này thì nhân cũng sẽ chia sẻ về một chút về cái ứng dụng mà mình sẽ chạy. Thì đây đây chỉ là đơn giản một cái con ứng dụng một con app, app uh, chạy trên EC2 cho uh, đơn giản hóa chạy trên AWS. Thì đây là file có vẻ hơi chậm. Ok. Này, thì đây là chia đơn giản một cái file Terraform file mình sẽ cần config nó như thế nào đó, nó chạy thì cuối và tiếp đây là giao diện của cái lab CI CD thì như đây nhân cũng có chia sẻ cho một cái uh, pipeline đơn giản thôi cực build test deploy đến tí và ở đây thì đây là chuyển sang một cái chút về cái giao diện của uh, Terraform cloud thì ở đây có một cái ứng dụng mà nhân cũng đã có setup sẵn rồi thì ở đây nó cũng sẽ chia chia theo từng workspace để chạy luôn và cái này là hệ thống remote chạy trên môi trường của trên cloud luôn của mình ok, okay hơi chắc để share uh, để chuyển sang share cái video cho nó đơn giản Um, uh, đối với cái mô đồ này là nhân uh, triển khai trên hạ tầng AWS rồi đúng rồi, anh. Yeah. mà em sẽ okay. tích hợp cái credential là dùng ở bên FUL luôn để mình có thể nằm được luôn cơ đó ừ. rồi có nghĩa là nó để, sẽ single trust uh, cái video sẽ được yeah. Yeah. Okay. Um, ok, chắc là cái này do cái network bên phía nhân nó hơi chậm, uh, cho nên là sẽ mở cái local video đi cho nó nhanh, rồi hmm. chắc để share một bên kia chắc uh, chắc để chắc oh, hey của you you share video video ok là oh, chắc okay. Ok, it's coming thank you thì quay lại một chút để đi ship nhanh một chút thì cũng quay là một cái terraform file thì ở trên xem chút thì đây là giao diện chính khi mình setup trên terraform thì ở đây nó sẽ có các phần run setup state và setup variable của mình thì nó sẽ chạy như thế này thì để một cái demo ngắn thì ở đây nhân cũng có thay đổi một chút cái file setup của mình thì đơn giản cái file này nó chỉ là một cái file sales script khi mà mình tạo một con EC2 nó sẽ tạo một cái đơn giản một cái web page có hình con mèo ở trên đó thì ở đây nhân sẽ thay đổi một maybe thêm một tắt bỏ đi một cái dấu cho chấm than và push cái cái file này lên kia để nó trigger, cái pipeline của mình Rồi thì cũng đi theo đúng, đúng từng đúng cái flow git của mình push lên nó chạy lên ok Đây là cái những cái thông tin cơ bản về mặt cấu hình ingress về security group uh, trong Terraform thôi. Thì um, cái phần này uh, nó, nó thật ra nó cũng chỉ là một cái um, uh, Terraform config À, thông thường như các bạn hay làm thôi nhưng mà quan trọng là cái cái mã nguồn này mình sẽ đẩy lên Git ha. về cái mô đồ mà mình sẽ đẩy lên một cái version control system thì ở đây mình sử dụng là GitLab à, khi mà mình modify một vài thứ thì mình sẽ cứ commit lên thì sau khi mà các bạn mà chỉ cần commit một phát thì thì Uh, GitLab sẽ, sẽ có trigger tới Terraform uh, Cloud để mà thực hiện cái việc planning và từ đó các bạn sẽ thấy được uh, costing uh, những cái policy check có valid hay không uh, từ đó mình mới có thể dễ dàng ra quyết định là uh, cái, cái chain này nó có đảm bảo để uh, sẵn sàng để apply hay chưa uh, thì somehow là cái hai level là vậy thì ở đây các bạn đang thấy là uh, đây là cái Git repository về mặt cost thì sau khi mà mình có một cái commit thay đổi gì đó về mặt uh, mã nguồn thì nó sẽ trigger build và 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 test đối với uh, unit test, functionality và uh, ngay lập tức là cái thay đổi đó nó sẽ được uh, trigger qua terraform để mà thấy được những cái thay đổi. Đó, thì cái này chuyển sang một chút khi mà mình muốn set cái policy như thế nào thì ở ví dụ đây mình sẽ apply cho một cái policy nằm trên cái ứng dụng của mình Với yêu cầu là cái, cái EC2 này nó sẽ phải có một số cái label nhất định để có thể provision được Đấy, Thì sau khi mà setup xong thì mình cũng trigger thử một cái ban đầu setup thông thường Check lại thì mặc định thì Terraform nó sẽ thấy không có gì thay đổi thì nó apply thì vẫn chạy được Nhưng mà khi mà có um, policy có kết quả lên thì nó sẽ chặn lại. thì như ở đây các anh chị cũng thấy nó sẽ có thêm một cái dòng về Sentinel Policy pending đang check. đấy thì nó cũng sẽ chạy từ Planning oh. Costing Sentinel. Là nó phát hiện một cái violation gì đó đúng không nó đỏ. đỏ đúng rồi. Chính à, xác nó, nó thì lại. ở đây nó nó sẽ bóc lại. thì nếu kéo xuống ở đây nó sẽ báo là cái con EC2 mình khi mình có thể tạo nó thiếu một cái thiếu hai cái label. À, okay. mình Chính không xác. đánh nhãn đúng quy định đúng không? mình Chính sẽ xác. quản lý về mặt compliance và governance đảm bảo Chính rằng xác. là tất cả các bạn developer khi mình commit lên là mình sẽ bắt lại đúng các bạn làm cho đúng đến khi nào trước khi mà nó được mực, uh, apply trên merge Và cái việc mà là -in nó cũng khá là phổ biến mình các công ty cần yêu cầu về coi mình không chỉ về về coi mình và còn làm costing nữa <laughs> để mình có thể ừ, check rồi. Rồi. cái, cái tag convention nó rất là quan trọng tại vì nếu mà mình không có tổ chức được những cái này ở policy có thì trong quá trình vận hành là nếu mà cái team size mình scale resource mình nhiều á thì somehow là các bạn developer sẽ có khi thì đặt tên chữ thường chữ in rồi môi trường trước rồi cái dịch vụ sau hoặc là thậm chí không đặt gì hết thì rất là khó trong việc quản lý về mặt chi phí hay là quản lý về mặt Uh, result owner chẳng hạn trong trường hợp mình 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 hệ thống mình lớn mà mình có sự cố mình không biết cái result này của ai mình không biết kiếm ai để để mà xử lý thì cái việc đánh tag và tag compliance uh, rất là quan trọng. Ừ. Rồi. Thì chắc để share lại một chút về cái file chắc cái này một OK, chắc nó cái video nó hơi render một chút, nó hơi lâu. Oh. Ah, OK, Jasmine, can you help to to see young screen again? Uh, yeah. Yes, I'm stuck about the network. Okay, thank you. Oh, the screen, could you share the screen. À, cái bước này là nhân đang đẩy về cái cái ừ. cái uh, push cái code lên git đúng không? Dạ đúng rồi. Thì okay. em quay lại một chút cái khổ này. Vậy, thì sau khi mà mình cũng quay lại cái việc trigger thì nó phải để đảm bảo được cái policy của mình nó sẽ phải check được là chạy đúng được hết theo từng cái flow của mình từ quay lại plan tính cost estimation ừ. của mình như okay. thế nào thì nó sẽ tương minh hơn về mặt mà... à, chi phí đúng không? OK ừ, exactly. à, khi mà nó đảm bảo hết về um, những cái uh, policy hoặc là những cái uh, cost mà mình chấp nhận OK thì thì mình sẽ có thể apply rồi mình có thể add cái comment vô trong cái uh, workflow này OK Okay. đó thì cái này là một cái khúc ngắn thì nó cũng hiện lên cái ứng dụng của mình à, chắc về thời gian cũng uh, cũng cũng sắp hết, uh, kẹt đó. thì để uh, nhân chia sẻ ừ. tiếp tục cái phần tiếp theo ok ok thì cái uh, sau khi mà cũng đã trình bày về cái cái video ngắn về cái cách và uh, telephone cloud chạy như thế nào kết hợp với cloud thì mình cũng cái kết quả là gì thì Terraform cloud giúp cho mình có thể quản lý cái xây uh, của cái cái uh, cơ sở hạ tầng mình một cách tốt hơn cùng với cái việc mà mình sử dụng những cái audit trail, tại vì nếu mà so với cái việc thông thường mình sử dụng terraform cloud, bằng open source đó, thì mình sẽ phải lệ thuộc vào những cái uh, backend dịch vụ chính dùng khác, ví dụ như trên s3 chẳng hạn để lưu cái state file thì nó sẽ rất là khó. Trong khi đó nếu mà mình sử dụng terraform cloud thì mình có thể tập trung lại một nơi và thể manage nó một cách tiện hơn. Rồi đến cái việc thứ hai đó, thì nó sẽ vẫn quay lại câu chuyện là về tự động hóa cái việc uh, cái uh, deploy, deployment của mình tại vì nếu mà mình cứ dùng thực hiện một cái bare manually bằng cách uh, thêm những cái uh, credential uh, hard, hard code bỏ vô hoặc là long list credential nó sẽ có những cái issue và những cái risk của mình thì sử dụng việc Terraform Cloud tích hợp với Vault thì mình sẽ có thể giảm đuổi những cái uh, error không chỉ từ về security và còn những human error để của mình và, cu <laughs> và cuối cùng là một cái cái cái, cái khả năng của mình tích hợp giữa Terraform Cloud và Vault của mình. Yeah. Okay. OK. OK. Thì uh, sau khi mà sharing thì quốc tiếp theo của mình sẽ là gì? Thì nếu mà giả sử uh, nếu mà uh, anh chị em ở đây mình đã có sử dụng về uh, Terraform Cloud rồi mà nhưng chưa biết về cái cái khái niệm về Terraform Cloud, Secret Engine, vô là như thế nào thì tất nhiên mình uh, sau cái này uh, buổi uh, sau talk này uh, nhân với lại Andy cũng sẽ sharing lại cái slide này để mình có thể xem qua và thử để. Th trải nghiệm và có thể ứng apply và ứng dụng trong cái công ty và cái hệ thống cái workflow của mình để improve hơn. Hoặc là nếu ừ. mà giả sử như à, mọi người chưa biết tới Terraform hay Vol là gì, mình cũng có thể đây là một cơ hội khá là tốt để mình có thể thực hiện cái tutorial ừ. trên HashiCorp là learn.hashicorp.com. <laughs> rồi. I'm sorry. Đấy. Ok. À, thì uh, đó là cũng một buổi uh, chia hết phần trình bày nhưng mà một một cái slide ngắn thôi. Thì hiện tại uh, đây là Terraform uh, của uh, Hiện tại thì Nhân với Andy và bạn Yến và một số thành viên khác ở Việt Nam cũng quyết định và nói chung cái nói chuyện với bạn Jasmine thì cũng quyết định thành lập một cái group ở ở Việt Nam tập trung cho HashiCorp thì gọi là HashiCorp User Group Việt Nam thì gọi là Hứt ừ. Việt Nam giới hạn. Thì group này các bạn có thể, các anh chị có thể uh, truy cập trên Facebook để tìm cái group này và ừ. kể cả trên meetup.com của mình. Ừ. Rồi thì uh, hy vọng là mình sẽ có một cái kênh để mà anh em uh, chia sẻ kiến thức hoặc là giúp đỡ với nhau về mặt uh, community uh, không chỉ là về mặt uh, công việc nhưng mà mình có thể giao lưu học hỏi uh, nếu mà hoặc là các bạn có những cái uh, mong muốn nào muốn chia sẻ deep dive hơn về những cái stack uh, về automation về devops thì mình cũng có thể gặp nhau ở đây để mà mình chia sẻ mình phát triển cái cộng đồng um, engineering về về của Việt Nam uh, về cloud về uh, tự động hóa hạ tầng Uh, hoặc là thiên hướng đặc biệt là về những cái stock của Hashicorp uh, yeah. rất hy vọng là sẽ gặp được các bạn uh, trong cái uh, thông qua cái cái kênh này ha. Yeah. Đấy thì để vào đó cũng là kết thúc cái phần chia sẻ của uh, Andy và Nhân cho buổi hôm nay. Yeah. Uh, cảm ơn, anh cảm anh ơn anh. mọi người, cảm ơn Nhân, cảm ơn uh, các bạn, cảm ơn Hashicorp yeah. đã cho mình cái cơ hội để chia sẻ với các anh em về một số cái pros của yeah. Terraform và Boss trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng là thank hữu you. ích cho mọi người. Yeah, thank you, Jasmine. Thank you, Jerome. Yeah. yeah, thank you all.